Kênh Thời sự và Giải trí xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Không nhanh chóng xóa bỏ giãn cách sẽ đứt gãy chuỗi cung ứng. Nguồn tin từ tác giả Nguyễn Khẩn. Sau đây là nội dung chi tiết. Nền kinh tế trung cộng lớn thứ hai thế giới bỏ xa nước xếp kế tiếp là Nhật Bản. Nhưng khi Mỹ trừng phạt thuế chưa hết 500 tỷ đô la hàng hóa trung cộng xuất qua Mỹ hàng năm, thì thị trường chứng khoán trung cộng lao dốc, vốn ngoại tháo chạy. Ngân hàng Trung ương Trung Cộng nhiều lần bơm đô la để chặn đà trượt giá của nhân dân tệ và giảm dự trữ bắt buộc để các ngân hàng thương mại tung thêm vốn ra thị trường. Nhiều doanh nghiệp gồm cả doanh nghiệp nội tháo chạy. Hàng loạt công nhân ở khu Thẩm Quyến và thành phố Quảng Châu mất việc tùm đúng về quê, khởi nghiệp chuỗi cung ứng các nước đặt trong các công xưởng thế giới tại Trung Cộng đã tìm đường di rời. Cuộc họp thường niên của các chóp bu và nguyên lão Trung Cộng tại Bắc Đới Hà đã xuống giọng liệu năm tới có gặp ở Bắc Đới Hà hay không. Vì đâu một nền kinh tế to lớn, một thị trường khổng lồ, 1,4 tỷ dân của Trung Cộng lại dễ dàng bị Mỹ chiến thuế thất điên bát đảo. Vì nền kinh tế Mỹ tăng trưởng dựa vào tiêu xài, nên Mỹ là thị trường tiêu thụ rất mạnh, như thỏi nam châm thu hút hàng hóa khắp thế giới. Tạo sức mạnh mềm là tối huệ quốc thương mại dành cho nước nào đem lại lợi ích và trừng phạt nước nào đe dọa lợi ích của Mỹ. Thương chiến Mỹ Trung chính là đòn Mỹ trừng phạt thương mại Trung Cộng bằng công cụ thuế quan. Ngược lại với Mỹ nền kinh tế trung cộng và nhiều nước trên thế giới tăng trưởng dựa vào tiết kiệm và đầu tư định mức lương công nhân thấp để thu hút vốn đầu tư fdi nên thị trường nội địa yếu chủ yếu sản xuất hàng hóa xuất khẩu đó là lý do khi vào thương chiến thị trường mỹ chính là thị trường chủ lực của trung cộng hàng hóa trung cộng bị mỹ đánh thuế cao khó cạnh tranh xuất khẩu giảm sút kinh tế suy yếu kinh tế thành phố hồ chí minh đối với các kinh tế của các tỉnh khác trong nước gần giống như là kinh tế mỹ đối với kinh tế toàn cầu khi kinh tế thành phố hồ chí minh suy yếu vì giãn cách chống dịch không chỉ đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu các khu công nghiệp và các khu chế xuất hoạt động cầm chừng thậm chí ngưng hoạt động công nhân mất việc vốn fdi dọa ra đi mà còn đứt gãy thị trường tiêu thụ chủ lực của việt nam lương thực thực phẩm rau củ quả hoa trái tôm cá, gà, dê, kiều. Ở các tỉnh miền Tây, miền Đông và miền Trung không đem vào thành phố Hồ Chí Minh bán được. Nhiều mặt hàng giá rẻ như cho, nhiều mặt hàng phải đổ bỏ. Thành phố Hồ Chí Minh góp một phần tư ngân sách cùng với Bình Dương, Đồng Nai, Long An đóng góp ngân sách chủ lực cho quốc gia. Nay thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh công nghiệp phát triển ấy ngưng trệ hoàn toàn, ngân sách sẽ bị thách thức. Nói cách khác, nếu cả nước kiểm soát được dịch mà thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An vẫn còn giãn cách thì kinh tế Việt Nam cũng không thể tăng trưởng. Đó có thể là lý do mà Thủ tướng Phạm Minh Chính sốt ruột phải trực tiếp lãnh đạo chống dịch, không thể đợi các quan cổ cồn phong tỏa giãn cách đưa F0 về zero để nổ nước chống dịch giỏi nhất thế giới. Việc đưa F0 về zero là bất khả. Song giả sử có thể đưa được F0 về zero khi ấy đất nước chỉ còn bị gậy và người nghèo đói. Các quan cổ cồn có thể chống dịch bằng tự hào, bằng lý tưởng, nhưng thủ tướng phải chống dịch bằng thực tế. Không chỉ chống giặc dịch mà còn chống giặc đói, và đó là trách nhiệm của thủ tướng. Cho nên tôi đoán là thủ tướng đang cân nhắc để sớm tháo rỡ gãn cách thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh công nghiệp phụ cận. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài viết của tác giả Nguyễn Khẩn. Không nhanh xóa bỏ giãn cách, sẽ đứt gãy chuỗi cung ứng đến đây là kết thúc trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau